Mến chào tất cả các cô chú anh chị khán giả nha. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật về tiến độ xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 phía bên bờ Vĩnh Long cũng như là Tiền Giang cho các cô chú anh chị khán giả được biết nha. Thì cũng rất là lâu rồi thì mình không có quay vào ban đêm, do là ban đêm thứ nhất là không thấy đường, thứ hai nữa là các cái cẩu tháp cũng như là những cái cần cẩu trên khối dầm K1 đó hoạt động liên tục, nên là mình cũng không có thấy đường, nên là cũng sợ va chạm vào khối dầm K1 ở phía bên dưới, thứ hai nữa là cái xe đúc ở bên dưới, thứ ba nữa là hai cái cẩu tháp có những cái sợi dây cáp đó thì làm việc liên tục luôn, quay liên tục, nên là buổi tối thì quay cũng rất là nguy hiểm luôn, nên là mình cũng ít quay vào buổi tối. Nên là hôm nay thì mình thấy là ít gió nè, nên là cũng quay cho cả nhà mình xem về tiến độ xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 ở hai trụ tháp Di Văn cho cả nhà mình được biết nha. Thì trụ T16 phía bên vào Vĩnh Long thì các anh đang hoàn thành những cái công đoạn cuối cùng của việc căng kéo cáp được của chú anh chị. Thì có những cái bó cáp các anh đã luồn xong rồi, thì các anh cũng đã tính toán đo lường xong hết rồi, và các anh đã có những cái nắp đậy á mọi người, thì các anh cũng đã đậy cái nắp lại luôn luôn rồi. Còn phía bên trong mé bờ á, thì các anh đang tiếp tục ha căng kéo cáp, thì có thể là trong tối hôm nay thì các anh sẽ căng kéo cáp luôn, thành công luôn đó cô chú anh chị. Thì hôm nay thì mình sẽ cố gắng mình quay cận cảnh nhất, mình quay gần nhất và quá trình làm việc vào ban đêm cho các cô chú anh chị khán giả được biết nha. Thực sự mà nói thì cảm ơn tất cả các anh công nhân, các anh kỹ sư đã ngày đêm làm việc, phải nói là thức trắng đêm để làm việc để mà sớm mang lại cây cầu Mỹ Thuận 2 cho bà con ở miền Tây, đặc biệt là hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang nói chung và bà con cả nước nói riêng ha. Thì cầu Mỹ Thuận 2 dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023 là một phần của tuyến cao tốc Bắc Nam. Thì sau này là các cô chú anh chị đi từ thành phố Hồ Chí Minh về thẳng Cần Thơ luôn ha, thì lúc đó là sẽ qua cầu Mỹ Thuận 2, rút ngắn cái thời gian di chuyển bà con của mình không phải kẹt xe ở cầu Mỹ Thuận 1 hiện tại ha. Thì cái quá trình làm việc của các anh hôm nay như thế nào thì bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị khán giả cùng nhau tiếp tục theo dõi quá trình làm việc của các anh nha.
Thank you.